Rồi ha, để thầy mở cái đường link trang web của bạn vô luôn. Trang web của bạn đó là, xin lỗi, là có phải là thêm chấm đúng không? Này là web của bạn sai tâm đi, sai tâm này là của em đúng không? Hay là à, vậy thôi đúng không? Web này thôi, này là của băng ly nha. Rồi, trang web của băng ly đang làm. Thì bây giờ thầy sẽ mở lại cái trang đó nha, thì vô trang đó. Trang ly nè, đúng không? Thì có từ bữa giờ mấy bạn làm á, là mình làm trên cái file là chấm gì đây, HTML đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm qua BigBee, mình đổi đuôi là chấm BigBee thôi, được không ta? Chấm BigBee. Nhưng mà nếu mà mình làm thẳng ở đây á thì thầy sợ nó ảnh hưởng tới cái bộ giao diện mình đang làm, cho nên thầy tạo một thư mục khác đặt tên là BigBee cho nó dễ, được chưa? Và trong thư mục này thì tạo một cái file tên là index luôn, chấm gì đây, BigBee đó. À, thì ở đây á, ở đây tạm thời thì gọi chữ ABC bình thường thế này, thầy lưu lại, được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ gõ thêm thư mục là PHP sạn thôi, được rồi, enter, thấy không ta? ABC. Ở đây các bạn có thể gõ thêm là index.php cũng được, không có cũng được, tại quy ước rồi, cái file nào có tên là index thì nó chạy đầu tiên đúng không? Ừ, rồi xong. Rồi, giờ thầy khỏi gõ cho nó gọn, được chưa? Thì các bạn phải hiểu đầu tiên hết một một cái nha, là thật ra file BigBee á, bản thân file BigBee á, là nó chạy được HTML luôn, có nghĩa là mình ở đây mình gọi HTML cũng được nha, mình vẫn có doc type HTML, vẫn có thẻ HTML, thẻ head, thẻ body bình thường hết, tức là tất cả những thứ đó là file BigBee nó hiểu hết, được chưa? Và ở trong này mình có quyền chèn thêm code của thằng BigBee nữa. Giả sử nha, A B C xong thầy muốn là số hàng, thầy in ra thêm dòng chữ là XYZ đi, được chưa? Nhưng mà dòng chữ XYZ này thầy không in bằng HTML bình thường mà thầy in bằng BigBee, thì thầy mở BigBee và đóng BigBee lại, được chưa? Và thầy in ra bằng cách là bằng lệnh e echo hay echo gì đó, echo đô la, xin lỗi, cái chuỗi là chỗ XYZ đó. Thì code này chính là gì đây? BigBee, tức là cái file mà đuôi á, đuôi là BigBee á, thì mình được phép vừa làm HTML vừa làm BigBee luôn, nhưng mà ngược lại không được nha, cái file HTML thì bạn không thể nào chèn code BigBee vô được, được không? Rồi thầy chạy lại nè, thấy thì chết không? Và bây giờ thầy chuột phải lên á, thầy xem nguồn trang nè, view page source nè, thì em nhìn thấy là ABC XYZ, em có nhìn thấy được cái chỗ này không ta, cái đoạn này không? Ừ. Được chưa? BigBee á, là cái ngôn ngữ thông qua cái chuyện là biên dịch, có nghĩa là server nó sẽ dịch cái này ra, kết quả là cái gì đó, và nó in kết quả đó ra thôi. Tức là người dùng bình thường họ vô trang web của mình, họ chỉ nhìn thấy được cái kết quả thôi, còn cách mình viết như thế nào, cách mình xử lý như thế nào, họ không thể nào nhìn thấy được. Nếu mà họ nhìn thấy được này như là họ hack được mình rồi đó, nhưng mà không cách nào hack được đâu, không thấy được đâu, bây giờ họ phải vô tận server mới thấy được, rồi chưa? Vậy cho nên nó khác với HTML ở chỗ là như nè, khi bạn làm một giao diện bằng HTML, bạn làm xong rồi thì người ta có quyền nhìn thấy tất cả mọi thứ bạn làm, thấy hết, và người ta copy được, đăng cấp được. Tức là việc giao diện HTML và CSS là em làm sao tất cả mọi người trên thế giới thấy được hết và ăn cắp được hết luôn. Còn BigBee thì không được. BigBee là cách em xử lý bên trong, cho nên là chỉ mình mới biết mình xử lý như thế nào thôi. Được chưa? Rồi. Ở một số trang web các bạn thấy người ta ghi là không có chữ BigBee đây, không có BigBee ở đó cũng được nha. Thì cách này là cách ghi tắt thôi chứ không có gì cả. Ghi đầy đủ sẽ là mặt nhọn, dấu bé đó, chấm hỏi xong rồi BigBee. Còn đóng thì chỉ như vậy thôi nha. Đóng không có như vậy nha. Không có, chỉ có mở như thôi ha. Mà thường nếu mà một số người họ quen dùng rồi, hoặc là cái server cho phép ghi tắt á, thì họ sẽ không ghi luôn cho nó gọn, được chưa? Rồi ok, thì nó là về BigBee. Do HTML mình đã rành rồi cho nên thầy sẽ không ghi code HTML trong này nữa. Nhắc lại nha, đúng ra là mình sẽ có đầy đủ hết nội dung, tức là khi bạn làm một trang BigBee á, thì mọi thứ bạn có y hệt HTML. Sau này bên trong này bạn muốn làm cái gì đó thì bạn sẽ chèn thêm code BigBee vào trong này nữa, là dụ như bạn muốn in cái gì đó ra nữa thì bạn ở trong này mới gõ thêm BigBee. Rồi trong body nè, trong đây này bạn muốn thêm cái gì đó thì bạn sẽ mở BigBee và đóng BigBee và làm cái gì đó trong này, tính toán ở trong này. Được thì này thế không ta? Nhưng mà như vậy thì code mình rất là dài. Thầy đang dạy về BigBee, thành ra thầy xóa hết toàn bộ, thầy chỉ nói về BigBee thôi cho nó gọn. Được không? Nhưng mà các bạn sẽ hiểu là mình có thể chèn HTML cho bình thường nha. Rồi. Được chưa? Nhưng mà HTML chèn bên ngoài nữa nha. Ở bên ngoài mình gõ ABC. Bình thường nha. Nhưng nếu mà bạn rồi ABC trong này có chuyện có vấn đề à, nè không ra được, và chuyện nó lỗi á, nó có lỗi đó bạn.
nó có lỗi thì nó sẽ ghi cái file lỗi tên là error log server nè, error log nè. Thầy sẽ cài đặt thêm một cái nữa để cho khi mà nó có lỗi nó hiển thị ra lỗi luôn. Thầy cài thêm cái file này nữa. Đợi thầy chút xíu đi. Kiếm cái trang nào nó có sẵn cái lỗi ta. Kim press. Ok. Đây. Cái file này các bạn sẽ chưa hiểu đâu. HTTPS này bạn chưa hiểu đâu, được không? Nhưng mà thầy sẽ rồi, thầy đưa qua đây. Thầy tạo ở đây file tên là .ht asset. Rồi, dán này vô. Rồi. Cái file HTTPS này á, là bắt đầu dấu chấm. Xong đuôi là HTTPS phía sau, cái file này là file cấu hình cho server. Được không ta? Nó không liên quan tới code mà bên server. Rồi chưa? Thầy cấu hình thầy muốn là khi mà có lỗi đó thì nó hiện ra cái lỗi mà ra màn hình luôn. Tại vì trang web này mình đang code để mà mình học mà. Nên là có lỗi thì hiện ra luôn. Còn đối với web mà mình làm cho khách hàng á, thì mình sẽ giấu cái lỗi đi. Nghe có lỗi cũng không hiện ra luôn. Là hiện ra kỳ lắm. Được không ta? Làm xong rồi thì tức là có lỗi nó vẫn ghi vô cái file đó để nó ghi nhớ để cho mình là người quản trị biết được à có lỗi nè. Nhưng mà sẽ lưu một cái file đó thì file đó mình mở ra mình đọc. Thì được, mà người khác không coi được. Thì nó không ta? À, là lỗi mình biết thôi. Được chưa? Còn đây mình đang học thành ra cho thấy cái lỗi luôn. Ví dụ như đây thì gọi ABC nha. Đó. Thì chạy lên. Nó sẽ ghi lỗi nè. Warning cảnh báo nè. ABC này không hiểu. Được không ta? ABC này bằng ghi bên ngoài như thế này nè. Thì có nghĩa đang hiểu là HTML nha. Thì nó sẽ hiểu, tức là HTML bạn ghi sao cũng được, bạn ghi như thế nào cũng được hết, thoải mái, được không ta? Còn BigBee lưu ý nha, BigBee là ngôn ngữ lập trình, nó có cấu trúc, như làm bậy là không được, được chưa? Có cấu trúc, rồi có cấu trúc là sao thì HTML ví dụ như bây giờ BigBee ha, muốn in cái gì đó ra, muốn xuất gì đó ra phải dùng lệnh nãy đúng không? Là e, à, con cách rằng cách, được ta? Thầy gọi chữ ABC đây á, cũng sai luôn, nó cũng lỗi luôn, tại vì nó quy định như nè, thằng này là cái chữ thì phải có gì đây, dấu nháy bao lại. Thiếu chấm phẩy cũng sai nữa nha. Mỗi câu lệnh thì phải có chấm phẩy sau cùng. Nó là quy ước nè, nó đây. Được chưa? Nói chung BigBee là ngôn ngữ có cấu trúc nên là phải làm đúng cấu trúc. Ha, rồi. Thì bây giờ in ra ABC đúng không? Thầy có thể in ra là 1 2 3 số. Số thì em không bao cũng được. Mà bao á cũng được, tùy em thôi. Được chưa? Bao nháy đơn cũng được, mà nháy đôi cũng được. Thích xài nào xài. Được chưa? Rồi, ok. Mà thầy sẽ thường bao dấu nháy nháy đơn. Lý do tại sao? Giả sử thầy muốn in ra cái chữ là một số 1 2 3, in đậm số 2. Hoặc là à, số 2 này có màu đỏ chẳng hạn. Thì nó sẽ span HTML đúng không? Đúng không? Để cho thằng số 2 có màu đỏ, thầy cho nó một cái style bằng color red CSS. Chạy lên. Được không ta? Nếu mà thầy dùng dấu nháy kép cũng được nha, nhưng mà nó sẽ bị rối rắm ở chỗ này. Thằng này nháy đôi tới đây là gì đóng được lưu lại lỗi tài lẻ chứ không được, được không? Hoặc là phải thêm dấu gì phải không, dấu sẹt vậy thì nó còn phức tạp hơn nữa đúng không, cho nên thầy không có dùng rồi đó ha. Con đang giảng bài mày ơi, chút xíu đi à, đến lát con gửi con điện. Dạ đang giảng bài. Đó, cho nên ở đây á, thầy dùng cái dấu như gì đi, cái đơn cho nó đơn giản hơn. Được chưa? Rồi, ok chưa? Ha. Nhưng mà dấu nháy đôi á, cũng có ứng dụng trong một số trường hợp nữa. Ứng dụng là vậy nè. Thầy sẽ ví dụ một ứng dụng khác. Xin chào bạn An. Được chưa? Nhưng mà ở đây á, thầy cho một cái biến đô la nem tên bằng Xuân. Xuân. Được chưa? Và thầy muốn đưa cái name nè, cái biến này nè, vô trong đây nè. Xin chào bạn Xuân. Được không? Thì in ra nó sẽ ra gì? Xin chào bạn đô la nem. Nhưng nếu thầy dùng cái này bằng dấu nháy. Thấy chưa? Thấy chưa? Khác biệt chưa? Khác chưa? Khác biệt chưa? Có nghĩa là nếu mà thầy dùng dấu nháy gì đây? Nháy đôi á thì thầy truyền cái biến vào trong này á, nó sẽ lấy cái giá trị của cái biến đó. Này là tên biến nha. Cái này là giá trị của biến đó, nó thế vô đây. Còn nếu thầy dùng dấu nháy
Đơn á, đơn nghĩa là sao biết không? Đơn nghĩa là ghi cái gì thấy cái đó. Bạn ghi đô la nem là in ra đô la nem, chứ nó sẽ không đổi ra cho bạn là cái giá trị đâu, là xuân đâu. Được chưa? Được không? Thì vậy thì trong trường hợp này á, thầy có thay vì thầy đưa cái này trong nháy nháy đơn á, thầy có thể nè, đưa nó ra bên ngoài. Và dùng dấu chấm để nối hai đó lại với nhau. Tức là cái này là một cái chữ bình thường nè. Còn cái này á, tôi sẽ ra được, tôi sẽ lấy được giá trị của nó ở ngoài giấy giấy mà, và nối hai đó lại với nhau. Xin chào bạn. Xuân. Cũng được. Được không ta? Tức là nếu dùng giấy đơn á, thì phải bằng nối chỗ dấu chấm, còn kép thì không cần. Vậy thì tùy tình huống mình xài, được chưa? Rồi. Bây giờ thầy nói tiếp luôn. Cái thầy đang làm đô la nem này á là gì đây? Là tạo được cái biến biến tên là nem. Bắt đầu bằng mỗi biến đều phải có dấu đô la hết. Được không ta? Biến biến nó giàu lắm, đô la không à. Ha, cái nào đô la hết á. Đô la nem bằng xuân, được chưa? Nhưng vậy lưu ý nha. Đô la A1 bằng 8. Nhưng đô la 1A là sai. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số. Đúng rồi. Cái này cũng không được luôn nha. Được không ta? Rồi. A1 bằng 12. Giờ thầy muốn in ra đô la A1. Bạn nghĩ in ra bao nhiêu? 8 hay là 12? 8. Còn nếu A1 như vậy, đúng không? Mấy đây? 12. Vậy là biến nó có phân biệt chữ hoa chữ thường không? Có nha. Có nha, lưu ý nha, có nha. Cho nên thường thường các bạn cứ cố gắng đặt tên biến như thế nào đó, nếu bạn bạn dùng cái thường quen rồi thì thường hết, hoa không thì hoa hết, chứ đừng đặt lát hoa lát thường là hồi mình lộn biến là mất công lắm, được không ta? Ở trên này á, ghi là tạo ra cái biến tên là A1 bằng 8, ở dưới này ghi in ra viết hoa A1 chạy nè, không hiểu A1 là gì á, undefined, tôi không không có khai báo biến này là gì, tôi không hiểu, tại vì em khai báo là chữ thường mà em lại in ra chữ hoa đâu ra mà có mà in, được không ta? Đó ha. Và ở đây á, em có thể cài đặt là A xếp gạch 1 thì được. Nhưng mà A cái này không được nha, cái này trừ là không được nha. Nhưng mà dấu trừ, được không ta? Được không? Tức là mình thường thông thường ta biến thành thông thường này, thông thường thầy đặt biến là thầy đặt như này. Họ tên đúng không? Họ tên bằng Nguyễn Văn A. Được chưa? Hoặc là đặt là đô la, họ tên bằng Nguyễn Văn A. Cách nào cũng được. Thầy thường dùng cách thứ hai. Được không ta? Tùy các bạn thôi nha, tức là thầy viết chữ đầu tiên chữ phía sau chữ hoa đó. Nếu mà họ và tên là họ và tên. Chữ khác đầu tiên không có hoa nha. Được không? Cách thầy viết là vậy. Còn bạn ghi là họ và tên ở đây, dùng dấu xích gạch cũng được tùy bạn. Được không? Đó là thói quen của mọi người thôi nha. Là cách nào cũng được hết. Rồi. Được chưa? Nó đặt tên biến. Rồi giờ nói tiếp nữa nè. Lưu ý nha, kết thúc chấm phẩy nha. Ở đây quên chấm phẩy là cũng sai nha. Được chưa? Bây giờ tại sao bằng một số bạn nói có dấu chấm chứ phải bị sai vô đây tự nhiên ghi dấu chấm như này nha. Đó, cũng sai luôn. Không ghi tầm bậy được. Được không ta? Biết bi là phải ghi chuẩn ha, ghi sai tự nhiên mình nguyên đoạn đoạn cách và thòn nhưng quơ tay gọi đến dấu chấm ở đâu đó một cái là ngồi cái buổi chiều luôn kiếm không ra. Ví dụ vậy thì nó hiểu thế nó không? Đó là vậy. Được không? Cho nên là ghi phải cẩn thận, được không? Và coi nó. Tiếp tục nè. Bây giờ thầy sẽ dạy thêm một cái hàm nữa, đó là hàm if. Hàm if. Trước khi hàm if thì nói thêm cái này cái hạt đô la A bằng ABC là cho đô la A tiếp bằng 9 E cho đô la A cộng 10 vỡ ra nhiêu? Nhiêu? 19. 19. Vậy nếu bây giờ đô la A bằng x cộng được một chữ con số cộng được, được không ta? Nó báo lỗi lên, được không ta? Vậy thì bạn hiểu nè, là có chạy từ trên xuống dưới, được chưa? Và cái này mình gọi là gì? Là biến. Biến là giá trị của nó có thể thay đổi theo thời gian. Ban đầu á, mình cho nó là ABC là chữ, tiếp theo mình lại cho nó bằng 9 bình thường, đúng không? Xuống này mình lại cho nó bằng x bình thường, tức là nó thay đổi giá trị liên tục à, được không ta? Và cái giá trị cuối cùng mà nó mang á sẽ chính là giá trị của nó, đúng không? Lúc này thầy cho đô la A bằng 1 cộng 1 tức là mấy đây? 2 cộng 12 ra mấy? 12. Ra 12 đó, được không ta? Biết bi mình không cần khai báo kiểu gì hết, em cho bạn cho chỗ số lộn xộn thoải mái, không có cần quan tâm,
quan trọng là cái biến á, là đổi giá trị, bạn phải biết được giá trị hiện tại của nó là bao nhiêu, tới dòng dòng cost này là nó đang mang chịu bao nhiêu, phải biết được chuyện đó, được chưa? Nó là biến nha. Còn một cái định nghĩa nữa gọi là hằng, hằng là DeFi, hằng thơm một chiếc hoa, ví dụ bi là 3.14 số bi á, được không nè? Thì đây á, thầy sẽ e cho pi ra, hằng thì không cần phải đô la gì hết nha, cái tên hằng nè và giá trị của nó không có bằng nha, mà là dùng hàm DeFi, tên cái hàng mình đặt là tên hàng nè và giá trị của nó nè, nó ra thấy không ta? Nhưng mà lưu ý nha, hàng á là không thay đổi, tức là pi giờ bằng 5 lỗi, được chưa? Hàng là anh chỉ được gán giá trị cho nó một lần thôi, và anh gán rồi là vĩnh viễn, nếu mà những chuyện đó nó không bao giờ thay đổi được, không được phép thay đổi nó khác ha, này gọi là hàng, hàng số đó, được chưa? Còn nãy đô la A bằng 8 thì đó là gì? Biến là biến đổi, được không ta? Hàng là cố định, được chưa? Vậy thôi hai cái. Mà thường mình xài gì ta? Mình xài biến nhiều hơn, ít xài hàng lắm, trừ khi á có một cái giá trị nào đó bạn không muốn người khác đụng vô và thay đổi. Ví dụ như một trang web bằng cost có gì rất là quan trọng, ví dụ như là mình nói là mình đang tính hoa hồng, có một phần đô la là hoa hồng, tính tiền hoa hồng bằng 10%, thì ví dụ vậy. Nhưng mà lỡ như bạn nào đó đặt một biến khác, hoa hồng bạn lại cho bằng 80 cái, một cái chia hoa hồng cho khách hàng, chia cái 80% cái lỗ chết luôn thì sao? Mình không muốn chuyện đó xảy ra, được không? Thì DeFi ông nội này là gì? Là hàng luôn, là bi nó là hàng này, DeFi nó là HH10 luôn và không có thay đổi được luôn, được chưa? Thì như vậy khi người ta có lỡ, người ta có DeFi một cái nữa, nó sẽ báo lỗi liền, nó không cho, được không? Là đó là ứng dụng của hàng nha. Rồi bây giờ thầy cho đô la A bằng 5, đô la B bằng 8, thầy muốn in cái số lớn nhất ra, số nào lớn bạn? Ừ, E cho tôi là B là số lớn nhất là số 8, in ra đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ thầy sửa số này 50, số nào lớn? À, là, nhưng mà thầy đâu thế nào làm chuyện này ở đây mà được gì vậy, đổi được đúng không? Code, tức là cái giá trị mình có thể thay đổi ở đây, mà code mình đâu thể mở code mình sửa hoài gì đâu, được không ta? Thầy muốn nó thay đổi tùy thuộc vào ở đây mình nhìn á, mình biết được là A lớn B là mình nhìn thấy thôi, chứ máy đâu nhìn thấy được, máy đâu có mắt đâu mà nhìn, đúng không ta? Nó không nhìn thấy được, thì nó in số lớn nhất ra. Thì bây giờ mình sẽ dùng hàm if, if if nó ngoặc tròn, nó ngoặc tròn trong này là điều kiện, trong này những cái gì đó sẽ làm nếu mà điều kiện sẽ ra. Điều kiện là nếu như mà thằng A mà nó lớn hơn thằng B thì tôi in ra là đây thằng A, ngược lại, ngược lại in ra đây B. Rồi đơn giản là vậy thôi ha, đóng khỏi, đóng biết bi luôn cũng được, biết bi em khỏi đóng được nha, cuối trang á không đóng cũng được không sao cả, rồi chưa? Rồi ở đây nè, nó lại nha, if trong này là một cái điều kiện hoặc một biểu thức gì đó, nói chung ở cái này nó sẽ trả về true hoặc là false, tức là biểu thức logic đó. Mình đang lấy A với B mình so sánh đó, được không ta? Mình so sánh đó, nếu mà thằng A lớn hơn B thì mình in ra gì? Thằng A, ngược lại in ra B, thì mình máy nó không biết mà, mình phải xét, nó giống như là bạn làm mà giải biện luận gì á, phương trình vậy đó, được không ta? Mình sẽ mình học đó, có nhiều tình huống xảy ra đó thì mình phải ghi hết tất cả mọi tình huống luôn. Đây. Được chưa? Và thầy muốn là nếu như hai số bằng nhau chẳng hạn, L if. Thầy muốn thêm một trường hợp nữa. Hai số bằng nhau, đô la A mà nó bằng bằng đô la B. Lưu ý nha. Bằng bằng. Chứ bằng là sai nha. Đô la A bằng B là tôi cho A bằng với B. Tức là bây giờ A nó sẽ bằng mấy đây? Bằng 8. Thế là phép gán. Cho này bằng kia. Được chưa? Còn này là sao? Bằng bằng là kiểm tra xem hai này bằng nhau hay không, khác nhau nha. Cái này là một biểu thức, nó sẽ trả về đúng hoặc sai. Nếu như hai ông nội này bằng nhau thì tôi in ra hai số bằng nhau, được không ta? Nè bây giờ nó vẫn ra là, xin lỗi, sao nó ra tới 5L này, thiếu L nha, 50 đúng không? Tại vì sao ta? A lớn B đúng không? Bây giờ nếu này là 50 luôn thì sao? Nhưng mà nếu ông nội này là 500 luôn thì sao? Ừ, anh B. Đúng không ta? Vậy thì hàm if của mình á là sao ta? Hàm if mình là như vậy nè. Hàm if đầy đủ sẽ là if, nhiều trường hợp khác ở giữa là else if, có thể những cái có những cái else if khác ở giữa nữa, tùy trường hợp. Else if gì đó nữa. Được không ta? Và cuối cùng là else. Tức là có if đầu tiên, những cái giữa là else if và cuối cùng là gì đây? À là else. Được không ta? À đó là cái một cái hàm if đầy đủ. Mấy người ơi, xuống tắt thuốc cho mình cái châm nó ra cái chén cho mình đi, xong đổi ba chén nước kim lại nữa ha, thanh khiêu hai số bằng nhau. Rồi
đây là hàm ít đầy đủ nha. Thì trong hàm if này á có thể có thêm hàm if khác nữa lồng vào trong nữa, nói chung làm cho thoải mái được không? Rồi đó là hàm if else ha. Rồi bây giờ thầy sẽ cho bài tập được chưa? Rồi tìm số lớn nhất như bài nãy đó không à, trong hai số A và B. Dĩ nhiên là với A và B, với A và B biết trước. Biết trước là mình khai báo đó. Mình tại khai báo ra, được chưa? Bài số 2. Tính điểm trung bình của học sinh tiểu học có hai môn chính là toán và văn. Cộng là chia 2 thôi đó, trung bình, được không ta? Được chưa? Từ điểm trung bình tính ra xếp loại. Yeah. Xếp loại là từ 8 điểm trở lên á thì giỏi. Từ 6.5 á lên dưới 8 á Trung bình là khá. Là khá. Từ 5 đến dưới 6.5 á là từ trung bình. Còn dưới 5 là gì? Yếu. Được không ta? À, dĩ nhiên em xuất ra màn hình luôn nha, phải xuất ra nha. Xuất ra màn hình điểm trung bình và xếp loại luôn nha, tức là làm xong rồi tính in ra màn hình cho người ta thấy được không? Rồi đó bài số 2. Bài số 3. Nhập vào ngày tháng không ngày tháng và năm cho biết ngày đó có tồn tại hay không. Dù như nhập đô la D ngày ngày 31 đúng không, đô la mình tháng là tháng 2, đô la năm year là cho năm 2022 được không ta? Ngày 31 tháng 2 năm 2022 ngày nào tồn tại không ba? Em không, tại sao biết không? Không có ngày đó. Tháng 2 mình có 31 ngày đúng không? Đứa nào nói ừ, mời sinh nhật đến sinh nhật của tao ngày 4 tháng 2 là thấy đi bộ rồi đó. Đúng không? Rồi cho nên là em sẽ thay đổi số này từ tự do. Và cuối cùng nó sẽ in ra cho biết là ngày có tồn tại hay không tồn tại thôi. Đúng hay sai thôi. Được chưa? Rồi. Rồi 1 2 3, 3 bài hay coi còn gì nữa không nha. Rồi, 3 bài này thôi. Được chưa? 3 bài này á thầy sẽ xẹt nên cái ghi chú á thì em sẽ thể làm từng bài trong này luôn. Được không ta? Em tự tạo phải PV làm trong này. Được chưa? Rồi hai bạn làm xong, bạn làm xong rồi thì nhắn lên nhóm Telegram á thầy sẽ xong hết hai bạn thì kiểm tra sửa lần một luôn. Được chưa? Xong phần cơ bản rồi mình học thêm phần khác nữa nha. Vẫn làm cái kia nha. Ok không? Xong này rồi vẫn làm tiếp cái kia. Đâu rồi thì tắt cái video.